Bão số 3, siêu bão Yagi là cơn bão mạnh nhất 30 năm qua. Không chỉ quét sạch tài sản của nhiều gia đình và tàn phá các công trình, mưa lớn sau bão còn gây ngập lụt, sạt lở ở hàng loạt tỉnh thành miền Bắc nước ta. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa phát động phong trào chung tay hỗ trợ người dân các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Các tổ chức, đơn vị, cá nhân có thể gửi ủng hộ trực tiếp tại Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, đường An Bộ, khu đô thị An Bình Tân, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, hoặc chuyển khoản đến hộp thư từ thiện Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, số tài khoản 47002110059, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa. Thời gian tiếp nhận từ ngày 12 tháng 9 năm 2024 đến ngày 30 tháng 10 năm 2024. Sự chia sẻ ủng hộ lúc này là nguồn động viên to lớn, góp phần làm bớt đi đau thương khó nhọc để người dân vùng bị thiên tai sớm ổn định cuộc sống. Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa sẽ phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình các địa phương bị thiên tai trực tiếp hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Xin kính chào và kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, thứ tư ngày 25 tháng 9. Thưa quý vị, sáng nay tại Nha Trang, Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ tổ chức hội nghị tập huấn nhân quyền cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024 cho gần 180 lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành địa phương, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh. Đến dự và phát biểu tại hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại Bộ Công an, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ và ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt phổ biến hai chuyên đề gồm công tác nhân quyền trong tình hình mới, cam kết của Việt Nam trong thực thi các hiệp định thương mại tự do. Hội nghị nhằm trang bị củng cố kiến thức về công tác bảo vệ và đấu tranh về nhân quyền trong tình hình mới cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ chiến sĩ trên địa bàn tỉnh, qua đó nắm bắt và vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Hữu Hoàng nhấn mạnh, bên cạnh các thành tựu về kinh tế xã hội, những năm qua, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, các chế độ an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo hộ công dân tại Khánh Hòa luôn được quan tâm, đảm bảo. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác bảo đảm và thúc đẩy quyền con người trên địa bàn tỉnh vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhất là ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, cũng như âm mưu ý đồ các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền để chống phá. Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ đề nghị thời gian tới, Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Khánh Hòa cần chủ động tham mưu cho chính quyền các cấp triển khai các chính sách pháp luật về bảo đảm thúc đẩy quyền con người, tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, phủ xanh thông tin tích cực về thành tựu bảo đảm quyền con người, chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, nâng cao cảnh giác, phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa với âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền. Sáng cùng ngày, đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa do ông Trần Mạnh Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang để thực hiện giám sát chuyên đề tình hình giải ngân vốn đầu tư công và công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn thành phố. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang, đến thời điểm này, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố đạt 73,3%. Trên địa bàn thành phố có 109 dự án, số lượng rất lớn. Công tác giải phóng mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tuyên truyền vận động, định giá đất. Hồ sơ pháp lý dự án kéo dài, vướng mắc trong giai đoạn chuyển tiếp của luật đất đai mới, bố trí quỹ đất tái định cư. Kết luận buổi làm việc, ông Trần Mạnh Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, biểu dương kết quả giải ngân vốn đầu tư công, ghi nhận những kiến nghị của thành phố Nha Trang. Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về giải quyết những vấn đề phát sinh khi triển khai luật đất đai mới. Đồng thời, đề nghị các chủ đầu tư, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang cân nhắc đặc thù của từng dự án, đặc điểm dân cư, nắm bắt nguyện vọng của người dân, tăng cường chuyển đổi số trong quản lý đất đai và có lộ trình chuẩn bị quỹ đất tái định cư hoặc cơ chế xây dựng nhà tái định cư. Những nội dung này sẽ được tổng hợp trong báo cáo giám sát trình kỳ họp thứ 16 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hội nghị phản biện xã hội đối với dự án khu đô thị mới Diên Thành, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức vào sáng nay tại Nha Trang. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ban ngành địa phương liên quan và các chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng.
dự án khu đô thị mới Diên Thành có địa điểm thực hiện tại các xã Diên Thành, Suối Hiệp, Diên Lộc và Bình Lộc của huyện Diên Khánh. Với diện tích hơn 139 ha, trên cơ sở tuân thủ theo quy hoạch chung đô thị huyện Diên Khánh được duyệt, tổng vốn đầu tư dự án là hơn 4.800 tỷ đồng. Dự án nhằm xây dựng khu đô thị mới hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tạo môi trường cảnh quan đô thị văn minh, hiện thực hóa quy hoạch phân khu đã được phê duyệt và góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, phát triển huyện Diên Khánh trở thành thị xã. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận góp ý phản biện xã hội về sự phù hợp của dự án với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại vị trí đề xuất thực hiện dự án, đánh giá sự phù hợp của dự án với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhiều ý kiến đóng góp về mục tiêu đầu tư của dự án, diện tích đất dành để xây dựng nhà ở của dự án, sự phù hợp của dự án đối với hệ thống giao thông trong khu vực, các vấn đề về bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư và một số nội dung khác. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Diên Khánh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029. Được thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029, huyện Diên Khánh đã được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Nội dung của đợt thi đua được Mặt trận huyện và cơ sở phát động, phối hợp với các tổ chức thành viên, cụ thể hóa bằng nhiều mô hình sáng tạo, công trình, sản phẩm, phần việc, cụ thể thiết thực và có hiệu quả, tạo được sự đồng thuận hưởng ứng tích cực từ nhân dân. Trong đó nổi bật như xây dựng 48 mô hình khu dân cư tự quản với tổng kinh phí gần 1 tỷ 300 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa, vận động xây dựng quỹ vì người nghèo được hơn 1 tỷ 700 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 8 nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí hơn 730 triệu đồng. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Diên Khánh còn vinh dự được nhận cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023. Sáng nay tại Nha Trang, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tập huấn công tác tài chính công đoàn cho đại diện các công đoàn cơ sở trực thuộc. Nội dung tập huấn gồm các quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác tài chính, hướng dẫn nghiệp vụ kế toán, sử dụng phần mềm kế toán công đoàn và quản lý tài chính công đoàn, hướng dẫn lập báo cáo dự toán, báo cáo quyết toán tài chính công đoàn cơ sở. Sau lớp học, các công đoàn cơ sở sẽ tổ chức triển khai tập huấn cho cán bộ công đoàn trực thuộc đơn vị mình để hoạt động tại đơn vị ngày càng thiết thực, hiệu quả. Đây là hoạt động nằm trong chương trình công tác năm của Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa nhằm giúp các công đoàn cơ sở nắm bắt và triển khai thực hiện tốt các quy định về công tác tài chính công đoàn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn. Trong hơn 2 tháng triển khai thí điểm tích hợp giấy chuyển tuyến lên VNEID, tính từ ngày 1 tháng 7, đã có gần 1 triệu giấy chuyển tuyến được Cổng Thông tin Điện tử tiếp nhận, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người bệnh khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Cụ thể, trong 2 tháng đã có gần 1 triệu giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế và hơn 2 triệu 600 ngàn giấy hẹn tái khám điện tử được gửi lên cổng tiếp nhận. Bước đầu để tránh làm xáo trộn, tạm thời giai đoạn thí điểm cho phép áp dụng đồng thời cả hai hình thức bản giấy và bản điện tử giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế và giấy hẹn khám lại khi tiếp nhận người bệnh. Vụ Bảo hiểm Y tế cũng đề xuất cổng tiếp nhận ưu tiên năng lực xử lý để đồng bộ dữ liệu giấy chuyển tuyến trước để đảm bảo tính kịp thời. Dữ liệu giấy hẹn tái khám sẽ được đồng bộ lúc hệ thống không bị quá tải vào ban đêm. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tổ chức Ngày hội Công nghệ số tỉnh năm 2024. Theo kế hoạch, Ngày hội Công nghệ số tỉnh năm 2024 sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày 4 và ngày 5 tháng 10, tại quảng trường 2 tháng 4, thành phố Nha Trang. Dự kiến sẽ có khoảng 50 đến 60 gian hàng giới thiệu các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được trưng bày tại đây như dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, các ứng dụng số phục vụ việc tương tác giữa chính quyền với người dân, thủ tục cấp căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi, cách thức sử dụng, đăng ký, mua bán sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử, các ứng dụng AI trong đào tạo, giảng dạy và các nền tảng đào tạo, dạy học trực tuyến, tư vấn tuyển dụng, tìm kiếm việc làm theo hình thức trực tuyến, công nghệ số trong lĩnh vực nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, truy xuất nguồn gốc, các ứng dụng công nghệ thực tế ảo VR, thực tế ảo tăng cường AR, thực tế hỗn hợp MR trong hoạt động du lịch, hướng dẫn viên du lịch ảo, bảo mật và an toàn thông tin, quản trị số, tài chính số và kinh doanh số, cộng đồng số, cuộc sống số, khởi nghiệp số. Trong khuôn khổ chương trình còn có nhiều hoạt động khác như chương trình đố vui có thưởng dành cho người dân, du khách tham gia sự kiện, tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn người dân những kỹ năng thao tác sử dụng các ứng dụng dịch vụ số.
Mô hình dự báo giá xăng dầu của Viện Dầu khí Việt Nam VPI dự báo, tại kỳ điều hành ngày mai 26 tháng 9, giá xăng có thể tăng mạnh từ 4,4 đến 4,8%. Theo mô hình dự báo, kịch bản tăng giá xăng sẽ xảy ra nếu Liên Bộ Tài chính Công Thương không trích lập hay chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Theo đó, giá xăng bán lẻ trong kỳ điều hành tới đây có thể tăng mạnh trở lại. Trong đó, xăng E5 RON 92 có thể tăng 833 đồng một lít, tương đương 4,4% lên mức 19.773 đồng một lít. Còn xăng RON 953 có thể tăng 941 đồng một lít, tương đương 4,8% lên mức 20.701 đồng một lít. Thông tin từ Sở Du lịch Khánh Hòa, 9 tháng năm 2024, toàn tỉnh đón khoảng 9 triệu lượt khách lưu trú, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có 3,6 triệu lượt khách quốc tế và 5,4 triệu lượt khách nội địa. Tổng doanh thu du lịch đạt hơn 44.137 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch năm. Có được kết quả này là do hàng loạt các sự kiện văn hóa lễ hội đặc sắc được tổ chức hiệu quả. Các chương trình xúc tiến quảng bá du lịch được thực hiện đúng trọng tâm. Ngành du lịch Khánh Hòa chú trọng phát triển nhiều loại hình du lịch mới lạ, đặc sắc, hấp dẫn du khách. Đặc biệt, các chỉ tiêu du lịch trong quý 3, dịp cao điểm hè năm nay đều có mức tăng trưởng ấn tượng. Tổng lượt khách do cơ sở lưu trú dịch vụ du lịch ước đạt 3,8 triệu lượt, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo kế hoạch, vào ngày 1 tháng 10 sắp tới, Sở Du lịch sẽ phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức đón vị khách du lịch thứ 9 triệu đến Khánh Hòa trong năm 2024 tại cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Cùng với đó là sự kiện chào mừng từ Khánh Hòa hoàn thành mục tiêu đón 9 triệu lượt khách du lịch trong năm 2024. Những tháng còn lại của năm, du lịch Nha Trang Khánh Hòa hướng đến mục tiêu đón 10 triệu lượt khách du lịch trong năm nay. Thưa quý vị và các bạn, hơn một năm sau khi chính sách visa mới có hiệu lực, lượng khách quốc tế đến Nha Trang Khánh Hòa nói riêng và Việt Nam nói chung ngày càng tăng trưởng tốt, bước đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt từ chính sách này. Khi chỉ trong 9 tháng năm nay, lượng khách du lịch quốc tế đến Khánh Hòa vượt kế hoạch của cả năm với 3,6 triệu lượt, tăng gần 148% so với cùng kỳ năm ngoái. Với những chính sách visa mới được áp dụng từ ngày 15 tháng 8 năm 2023, Việt Nam đã áp dụng cấp thị thực điện tử e-visa cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ tại 13 sân bay, 13 cửa khẩu đường biển và 16 cửa khẩu đường bộ. Thời gian tạm trú được nâng từ 30 ngày lên 90 ngày và thị thực có giá trị nhập cảnh nhiều lần. Ngoài ra, Việt Nam còn nâng thời hạn đơn phương miễn thị thực từ 15 ngày lên 45 ngày cho công dân 13 nước. Thủ tục đơn giản, chính sách visa thông thoáng, khiến du lịch Nha Trang Khánh Hòa nói riêng và Việt Nam nói chung trở nên thân thiện hơn trong mắt các du khách quốc tế. Xin visa đi du lịch các nước châu Âu gặp rất nhiều khó khăn. Ngược lại, Việt Nam hiện nay có nhiều chính sách visa mới khá dễ dàng, không tốn nhiều thời gian xin visa. Vì vậy, gia đình tôi chọn Nha Trang Việt Nam để đi du lịch. Riêng tại Nha Trang Khánh Hòa, một năm qua, chính sách visa mới cũng giúp du lịch tỉnh nhà nâng cao năng lực cạnh tranh. Bằng những nỗ lực hoạt động kết nối thị trường, du lịch xứ sở Trầm Hương ngày càng thu hút đa dạng nguồn khách quốc tế. Đặc biệt, chất lượng khách quốc tế đến với thành phố biển ngày càng nâng cao, thời gian lưu trú kéo dài hơn và mức chi tiêu nhiều hơn. Nhờ đó góp phần đưa Nha Trang Khánh Hòa trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về doanh thu du lịch. Đây là thành phố rất đẹp, rất vui vẻ, nhộn nhịp, đồ ăn ngon và con người thân thiện, dễ gần. Chuyến du lịch này của tôi sẽ khá dài ngày, hy vọng được trải nghiệm nhiều hơn đất nước của các bạn. Chính sách visa là một chính sách rất quan trọng trong việc phát triển kích cầu du lịch đón khách quốc tế. Do đó rằng tôi nghĩ rằng nhà nước, chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước về visa cần xem xét và nghiên cứu các cái thị trường là có nhu cầu đi du lịch cao, có khả năng tiêu dùng cao thì chúng ta nên có cái chính sách áp dụng tốt hơn nữa để kích thích các cái số khách du lịch ở các cái khu vực này đến với Nha Trang Khánh Hòa nhiều hơn, thì điều này sẽ giúp cho cái nguồn doanh thu từ du lịch sẽ cao hơn. Có thể thấy việc nới lỏng chính sách visa đã đem lại những tín hiệu khả quan trong việc thu hút khách du lịch quốc tế. Bên cạnh những lợi thế về chính sách visa, du lịch Nha Trang Khánh Hòa cũng chú trọng nâng cao chất lượng điểm đến, dịch vụ hạ tầng, xây dựng những sản phẩm du lịch dài ngày, trải nghiệm kết hợp với nghỉ dưỡng, du lịch gắn với hoạt động nghiên cứu, du lịch khám phá tìm hiểu văn hóa. Ngoài ra, hiện nay, du lịch Nha Trang Khánh Hòa còn tăng cường triển khai các phương án kích cầu đẩy mạnh xúc tiến quảng bá du lịch ở một số thị trường quốc tế tiềm năng. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin thời tiết. Xin kính chào và kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa.
Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, mưa đang là hình thế thời tiết chính từ Bắc Bộ trở vào đến Trung Trung Bộ. Còn từ khu vực Nam Trung Bộ trở vào đến phía Nam, thời tiết có phần tốt hơn, chủ yếu là ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Tiếp theo là dự báo thời tiết cụ thể cho các khu vực trong cả nước trên đất liền trong ngày hôm nay như sau. Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 21 cho đến 33 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ dao động từ 22 cho đến 32 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía Nam ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ dao động từ 22 cho đến 32 độ. Khu vực Nam Trung Bộ các tỉnh từ Đà Nẵng vào đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ dao động ở ngưỡng từ 24 cho đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ ở đây dao động ở ngưỡng từ 20 cho đến 31 độ. Cuối cùng là khu vực Nam Bộ, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 24 cho đến 34 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết cụ thể các khu vực trong cả nước ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.